Suốt 5 năm qua, mặc cho sức khỏe ngày một giảm sút, người cựu chiến binh này vẫn trăn trở để tìm ra vị trí đã chôn hàng chục liệt sĩ hy sinh trong trận đánh đồi Xuân Sơn vào cuối năm 1966. Ông là thiếu tá Đặng Hà Thụy ở phường Hòa Thành Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, nguyên cán bộ đoàn 5501. Khi đánh xong thì họ có cái phong ấn này, thì có lên khảo sát đôi ba lần. Để tìm đồng đội, ông Thụy đã kết nối với rất nhiều cựu chiến binh Mỹ bằng email, Facebook, đi khắp nơi để thu thập tư liệu. Tháng 3 năm 2022, từ thông tin quý giá mà ông cung cấp, đội quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã tìm thấy một hố chôn tập thể của những người lính Trung đoàn 22, Sư đoàn 3, Sư đoàn Sao Vàng hy sinh trong trận tập kích tại đồi Xuân Sơn năm đó. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, các anh mới thực sự trở về trong vòng tay người thân, đồng đội và đồng bào. Mình đã từng chen sống xen kẽ với anh em rồi bị Mỹ nó truy lùng rồi đói khổ rồi thậm chí bây giờ giữa rừng nhiều khi chết bỏ đó chứ không ai chôn. Có lương hưu để mình hưởng, mình cũng không làm cái chức quyền gì, thì bây giờ mình tìm một cái việc mình để mình làm cho nó có ý nghĩa vậy thôi. Mỗi lần nghĩ về đồng đội, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Sơn, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng lại dành thời gian đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh quân khu 5. Đó như một cách để ông nhớ về những hồi ức khó phai trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Đến đây, ông được gặp lại những người lính từng một thời cùng vào sinh ra tử. Những chàng trai trẻ năm xưa giờ đây đã là các bậc lão thành cách mạng. Thời kỳ chống Mỹ thì cũng rất nhiều đồng chí hy sinh ở lại chiến trường. Mà khi đó chúng tôi đã thấy đồng chí bị thương, thấy đồng chí đã hy sinh rồi. Nhưng mà cũng không biết làm thế nào, khi mà có lệnh rút là không biết làm thế nào được. Chỉ có là trên nó là chỉ ở quyết thương binh tử sĩ thì đồng chí nào cảm được, đồng chí nào khuyên được là với cái tinh thần quyết tâm nhất. Thì cũng rất nhiều đồng chí hy sinh ở lại chiến trường. Đó thì khi chúng tôi đi thăm lại những cái nghĩa trang liệt sĩ thì chúng tôi rất bồi hồi xúc động. Kết thúc những năm tháng quân ngũ, cựu chiến binh Nguyễn Hữu Sơn chọn cho mình công việc tiếp lửa truyền thống. Với ông, đó là niềm tự hào và là sự tri ân đối với những đồng đội đã chiến đấu anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những câu chuyện kể của ông về năm tháng chống Mỹ, về cuộc đấu tranh trong lao tù đế quốc đã truyền ngọn lửa khát vọng cho thanh niên hôm nay. Em cảm thấy rất tự hào về những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc ta. Những thế hệ đi trước đã hy sinh tất cả xương máu của mình để giành lại nền độc lập cho dân tộc. Sự tự hào đó đã giúp em có được niềm tin để vững bước vào tương lai. Với những người lính đã đi qua lửa đạn chiến tranh như bác Thụy, bác Sơn, được trở về quê hương sống một cuộc đời bình dị đã là điều may mắn. Nhưng hơn thế, họ còn sống, còn cống hiến bằng những việc làm ý nghĩa, vì nghĩa tình đồng đội thiêng liêng.